mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của My. Hôm nay thì My sẽ có một cái vlog nhảm nhí. My mới đi làm về và không biết làm gì hết, nên My đã làm một tô mì. Cái mì này là cái mì trứng muối của Thái mà My mới hôm qua My chưa thử bao giờ, cùng với cái sốt Sam Giang này. Có mèo của My, mọi người thấy không? Cùng với cái sốt Sam Giang này, sốt cay mà My thì rất là thích cái mì cay, nên là My sẽ cho một xíu sốt chung với lại cái mì trứng muối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì My cũng có một ly trà sữa Thái. Cái ly này thì là từ Nestle. Hồi nãy thì My có thử, lúc mà My pha thì My thấy nó hơi nhạt một xíu, tại My thích cho nhiều đá, nên là My đã cho thêm một muỗng sữa ủng thỏi vô rồi, nên nó rất là ngon. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu ăn thử cái mì trứng muối này nha. Bây giờ muỗng đầu tiên thì My sẽ thử cái mì không trước khi cho cái sốt Sam Giang vào. Cái mì này khá là cay, chết rồi, chắc là không thể nào mà cho thử cái sốt Sam Giang rồi. Là sốt Sam Giang phải thử trong một video khác. Hoặc là mình có thể cố gắng thử cái sốt Sam Giang trên một phần của cái tô mì này. Mình sẽ thử cái sốt Sam Giang trên cái phần này thôi, tại vì cái mì này nó khá là cay. Mọi người có thấy con mèo của mình nó mưa nhảy quá không? Con mèo nè. Đó, đây con mèo. Nó đang muốn uống cái ly trà sữa cái này. Mình sẽ thử cái sốt Sam Giang này trên cái phần mì tí xíu như này, tại vì cái mì này nó hơi cay rồi đó. Mình sẽ lắc thêm một xíu, sau đó mình cho một ít vào đây, ít thôi mới ý thôi. Và mình sẽ thử cái phần mì này. Cái sốt Sam Giang này thì nó ngọt hơn cái bịch Sam Giang trong cái bịch mì, và nó cũng lỏng hơn nữa. Nhưng mà cái độ cay của nó thì hơi ngang sức của cái kia đó. Rất là cay. Mì hồi nãy mì cho có mấy giọt nhỏ xíu thôi, và nó đã đỏ lưỡi này mà nó siêu cay rồi. Nhưng mà rất là ngon, tại vì cái mì này thì nó vừa độ mặn, nhưng mà mình thấy nó hơi thiếu độ ngọt một xíu. Nhưng mà khi mà cho cái sốt này vào, vì cái sốt này nó hơi ngọt, nên là nó làm cái mì này hòa quyện rất là ngon. Mình sẽ lấy một xíu trứng. Thì mình nghĩ là mình có cái chai, cái ly trà sữa ở đây rồi, nên là mình sẽ bất chấp, mình cho thêm cái này vô hết cái tô mì của mình. Cái video đầu tiên mà mình làm mì cay á, mình ăn, mình uống nước ngọt á, sao mà bao nhiêu người comment là sao lại uống nước ngọt, mình ăn mì cay. Nhưng mà thật sự là ăn mì mà uống nước ngọt nó rất là ngon. Chứ mình cũng biết là nếu mà ăn mì cay mà uống sữa thì nó mới hết cay được. Sau khi ăn gần xong cái tô mì này thì mới có cảm nhận là
tô mì này rất là ngon. Nhưng mà My có thể rate thì My sẽ chấm cái này 10 trên 10. Thứ nhất là cái độ mặn của nó. Cái độ mặn của nó thì hao hao cái mì xào, nó có thể ví hao hao như là cái mì xào mì goreng, cái mì xào đó. Tuy nhiên thì cái độ mặn của cái này nó vừa phải hơn. Cái kia thì nó hơi mặn quá, tại vì nó vừa có cái sốt trong cái gói và vừa có cái sốt bột nữa, nên là nó hơi mặn quá. Nhưng mà cái này là vừa đủ luôn. Và cái độ béo của nó cũng vừa, nó không quá nhiều trứng muối, chỉ là một chút trứng muối thôi, nên là lúc mà ăn nó không có bị bột miệng nhiều. Nếu mà mọi người có ăn thử cái mì trứng muối của Việt Nam á, mì xào trứng muối của Việt Nam thì nó bị hơi bột một xíu. Còn cái này nó không hề bị bột luôn. Và cái độ cay của nó thì vừa phải, độ ngọt cũng vừa phải. Nên là mọi người nào mà thích ăn cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn thì cái mì này là một béo béo nữa, thì cái mì này là một cái mì hoàn hảo cho mọi người. Nhưng mà nếu mà mọi người không ăn được cay một xíu nào thì không nên mua cái mì này. Tại vì mình thấy cái độ cay của cái mì này cũng kha khá đó. Và đây là con mèo của mì. Đây cái đuôi của con mèo đó. Đó. Thôi, không được. Không được. Sau khi ăn gần hết mì rồi thì mình sẽ review sữa. Như hồi nãy mình nói là cái sữa này mình cảm thấy nó hơi thiếu ngọt so với mì, nên là mình đã cho thêm sữa thọ vào. Nhưng mà cái vị trà của cái này rất là đủ. Nếu mà mọi người đã uống sữa trà sữa Thái ở Thái rồi thì cái này nó rất là tương tự. Và mình cũng không phải bỏ công sức nhiều, cái này nó đã có đủ rồi, mọi người chỉ cần cho gói nước sôi và sau đó trà đá là nó đã vừa đủ. Thôi chung à, mình thấy cái này khá là ok. Hình như là mình mua cái này, mình mua cái chai Samyang này hình như là 90 ngàn một chai. Cái mì này là 25 ngàn một gói. Và một bịch thì nó có 4 gói thì coi như là 100 ngàn một bịch to. Và cái này mình không nhớ lắm, cái này hình như là 90 ngàn phải, 90 ngàn một gói này. Một gói thì có 33 bịch. Mình sẽ cho mọi người coi cái con mèo của mình nó đang làm gì. Thì cái bàn của My nó không đủ cao để My làm video, nên là My phải để một cái ghế con ở trên cái bàn của My để My ăn. Mà cái ghế này thì con mèo của My nó rất là thích chui vào, nên đó lý do bây giờ nó đang ở dưới cái bàn của My. Cảm ơn mọi người đã ăn cùng My bữa trưa ngày hôm nay. Phần tiếp theo của video sẽ là My unbox những cái món đồ mà My mới mua, những cái món đồ ngã mà My mới mua. Bình thường mọi người hay hỏi My rất là nhiều và làm video về quần áo, về ăn mặc, nhưng mà My thấy My mặc đồ khá là bình thường. Nhưng mà sẵn đây My có những cái package, những cái kiện hàng người ta mới gửi, là My sẽ mở cho mọi người cùng xem nhé. Cái áo này My đang mặc là được một hãng gửi cho My. Cái hãng tên là RT Sài Gòn, sẽ có chữ Saigonese, rất là dễ thương. Cái áo này thì là kiểu như là nó hơi rộng hơn một xíu, nên là có thể mặc vai rộng như thế này, còn là mọi người cũng có thể sắn lên như thế này cũng được. Và để đi cùng cái áo này thì mình có một cái váy. Cái này máy này mình mua ngày hôm qua, hôm nay người ta đã ship. Mình mua ở cái shop September ở trên Instagram.
cái váy này quy mô màu be và nó xếp ly như thế này. Đối với những cái váy như thế này thì mình thích mặc áo thun hoặc là tí nữa mình sẽ thử cho mọi người thêm một cái áo nữa thì nó nhìn nó công chúa một xíu. Cái váy bye bye, nó xếp ly đẹp lắm. Mình sẽ thử cái váy này với một cái áo mà mình nghĩ là nhìn nó sẽ hơi bánh bèo, hơi dễ thương cho bạn nào thích kiểu bánh bèo này nha. Đầu tiên đây là cái áo thứ hai. Cái áo này thường thường hình như người ta hay mặc off shoulder như thế này, nhưng mà mình cảm thấy là hình như cái tay của mình nó hơi nhỏ hơn nên là mặc off shoulder nó hơi bị rộng, nên có gì mình sẽ may lại. Bây giờ thì mình sẽ mặc kiểu như vậy, nhìn chắc là nếu mà mặc cái này thì phải mặc những cái áo ngực không dây thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, mặc chung cái váy này rất là dễ thương. Cái áo này thì mình cũng được gửi tặng bởi cái tiệm này nên là mình cảm ơn shop rất là nhiều đã gửi tặng mình những bộ quần áo rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ unbox cái bịch mà mình mong chờ nhất. Mình order cái bịch này, cái bộ đồ này được 2 tuần rồi, đúng 2 tuần, và mình đã đợi mòn mỏi trong 2 tuần. Mọi người hãy cùng xem order nha. Cái đầu tiên là cái áo này. Cái áo này nhìn thì order cho ba mọi người cũng biết là nó sẽ 50-50. Có những cái bộ thì nó rất là tại nó rất là chắc chắn, còn cái bộ này thì vải nó cũng ok thôi, không phải là xấu mà vải cũng ok. Ở chưa là cũng được 2 lớp nên là cũng khá là được, và vải mỏng thì cũng có thể mặc ở trong Sài Gòn. Lúc mà nhìn cái hình thì mình tưởng nó hơi màu kem kem một xíu, nhưng mà ra ngoài thì nó nhiều màu hơn. Cái điểm mình thích nhất ở cái bộ đồ này á là cái váy cũng có thể kết hợp được nhiều cái áo khác, và cái áo cũng có thể kết hợp được nhiều cái chân váy khác. Cái đây, wow, cái áo khoác thì mình thấy cái áo khoác này cái vải ngoài á thì nó giống như là cái áo này, nhưng mà lúc mà cầm lên tay á thì cái này cảm thấy nó chất lượng hơn hẳn, nó dày hơn sao. Và cái áo này thì nó đến đây thì mọi người cũng có thể mặc thành áo đi làm nữa. Nói chung là mình mua cả 3 cái món đồ này, một cái bộ đồ 3 món này chỉ hết có 720.000 thôi. Là rất là rẻ đúng không? Xong rồi tiền ship là cỡ 50.000 để ship từ Hà Nội vào Sài Gòn nữa. Nói chung là tổng là hết 770.000 mà được đến 3 món kết hợp được rất là nhiều bộ đồ như này thì mình thấy nó rất là đáng đồng tiền. Đây là bộ đồ đó. Lúc không có áo khoác. Cái này thì mọi người có thể mặc như thế này cũng được, và có thể mặc như thế này cũng được. Nếu mà đối với cái chất lượng này và cái giá thành thì mình nghĩ là mình sẽ mua đồ ở cái shop này nhiều nhiều. Tại mình muốn mua thử coi là cái chất liệu nó như thế nào, nhưng mà mình thấy rất là ưng ý. Chắc là bây giờ mình sẽ kết thúc cái vlog nhảm nhí của mình đây, và mình sẽ để những cái link mà mình mua mấy cái đồ này hay là những cái áo mà những cái shop tặng thì mình cũng sẽ để link ở dưới cho mọi người, để nếu mọi người có thích những cái bộ đồ nào trong cái video clip này thì mọi người có thể mua cho chính mình. Và mình cũng sẽ để cái shop mà mình mua những cái đồ ăn ở đầu video cho mọi người ở bên dưới. Ok, chào mọi người đi. Bye bye mọi người, bye bye đi. Em ơi, bye bye mọi người. Em tắt video đây, em cho mọi người nhìn mặt đi. Oh. Bye bye mọi người nha.